Kính chào quý vị khán giả của chương trình Mỹ Vị cùng Nghệ Nhân. Hôm nay tôi Thanh Cường rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá và thưởng thức món bánh nếp nhân đậu xanh, thức quà dân dã mang đậm hương vị quê hương của Việt Nam. Bánh nếp nhân đậu xanh không chỉ đơn thuần là món ăn ngon mà còn là sự kết tinh của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Chiếc bánh làm từ những hương liệu bình dị qua bàn tay khéo léo và tỉ mỉ của người thợ làm bánh đã trở thành một thức quà mang đậm hương vị quê hương. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm bánh nếp nhân đậu xanh với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm, dễ làm ra những chiếc bánh đậu xanh thơm dẻo, nhân đậu xanh bùi mang đậm quê hương truyền thống. Bắt tay cùng làm với Cường nhé. Và để thực hiện món bánh nếp nhân đậu xanh này, chúng ta cần có những nguyên liệu sau: mè, dầu ăn, lá dứa, gấc, lá cẩm, khoai lang, bột mì, nhân đậu xanh làm sẵn. Và một nguyên liệu rất là quan trọng để làm món này đó là bột nếp Bico hương xưa. Thưa quý vị, để bắt đầu chúng ta làm bánh nếp nhân đậu xanh thì công việc đầu tiên, giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ nghiền khoai. Chúng ta sẽ dùng dụng cụ chúng ta nghiền khoai. Và tiếp đến chúng ta sẽ cho thêm 400g bột nếp Bico hương xưa, 150g bột mì. Okay, và đừng, chúng ta sẽ trộn đều lên. Nước thì chúng ta sử dụng khoảng 320ml nước sôi khoảng 80-90 độ. Chúng ta sẽ cho từ từ vào. Để bầu đường mịn màng thì trong quá trình trộn dễ hơn thì chúng ta sẽ cho vô khoảng 20ml dầu ăn. Rồi khi bột nó đã cũng gần đều với nhau, chúng ta sẽ bỏ ra bàn chúng ta nhồi. Ở đây cũng sẽ sử dụng tay nhồi. Chúng ta sẽ nhồi từ từ cho bột nếp, bột mì và cái phần khoai lang nó được hòa nhau. Hình 3 phần. Chúng ta sẽ bỏ thêm các thành phần như là nước cốt của lá cẩm, nước cốt trái gấc và nước cốt ở dưới. Và chúng ta sẽ cho những nước cốt này vào. Sau đó chúng ta phải cho vào tô ủ khoảng 5 đến 10 phút. Trong lúc nhào thì cảm giác mùi thơm rất là thơm luôn. Có màu xanh và mùi thơm lên dứa. Rồi, chúng ta quay ủ 5 phút nữa. Tiếp theo là nhỏ bột với lại nước cốt của trái gấc. Rồi chúng ta sẽ ủ 5 phút luôn. Kính thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi ủ bột thì Cường sẽ đi làm nhân. Về phần nhân thì chúng ta có thể làm cách truyền thống là chúng ta sử dụng đậu xanh không vỏ, chúng ta hấp chín, tán nhuyễn và trộn ít gia vị như đường, muối tùy thích của mọi người thì chúng ta sẽ sử dụng để làm nhân. Và thêm một cái nữa mọi người chọn như chúng ta đó là nhân đậu xanh. Gói đậu xanh, nhân đậu xanh làm sẵn của Vicky Bomi thì chúng ta sẽ rất tiện dụng vì chúng ta đỡ tốn thời gian, chúng ta nấu, chúng ta tái nhuyễn, chúng ta trộn thêm gia vị, đường, muối này nó thì nó sẽ mất thời gian. Với gói này rất tiện lợi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Mình sẽ sử dụng khoảng 30-40g để làm nhân. Sẽ chia kiểu công nghiệp. Chúng ta sẽ vo tròn.
Sau thời gian bột nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu chia bột để chúng ta cán làm cái vỏ. Rồi xong chúng ta sẽ bỏ những viên đậu xanh này vào trong, chúng ta vo tròn lại và lăn qua mè. Chúng ta sẽ vo tròn bột. Vì có hoa lan nên là cái vỏ sẽ khô hơn. Chúng ta cho nhân vào tẩm lại. Chúng ta xoay tròn. Chúng ta cố gắng xoay cho tròn để cho nó đẹp. Xong chúng ta sẽ lăn qua lớp mè trắng. Chúng ta sẽ bóp nhẹ cho những viên mè nó bám vào bánh chúng ta. Và tiếp theo là Cường sẽ cắt chia phần bột lá cẩm. Cho vào phần mè trắng. Và tiếp theo là tôi sẽ làm vỏ bánh gấc. Và quá trình làm bánh chúng ta đã hoàn tất. Và trước khi chiên chúng ta sẽ ủ 30 phút cho bột nở đều. Và chúng ta sẽ có cảm giác ngon, dày hơn. Kính thưa quý vị, sau thời gian 30 phút Cường đã ủ xong. Rồi chúng ta sẽ coi những cái bánh mà chúng ta vừa ủ căng tròn. Và chúng ta sẽ chiên với nhiệt độ là 180 độ C vòng 4 phút. Hoặc là đến khi nào cái mè trắng nó vàng, nó giòn nổi lên màu vàng ươm thì đúng là được. Và lúc này Cường đã hoàn thành xong bánh nếp đậu xanh. Chúng ta có thể ăn kèm với mực mía của Miko, rất là ngon. Nếu trời mưa thì chúng ta ăn sẽ gọi là hết sảy luôn. Và Cường đã hoàn thành xong món bánh nếp đậu xanh ăn kèm với nước đường mực mía của Miko. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Mỹ Vị Cùng Nghệ Nhân ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có những giây phút thưởng thức ẩm thực thật ngon miệng bên gia đình. Và xin chân thành cảm ơn thương hiệu bột trộn sẵn Miko Hương Xưa đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo.